chắc chắn là với sự bình tĩnh của mình thì Khắc Ngọc sẽ nhận được sự kỳ vọng lớn nhất từ phía huấn luyện viên Đinh Văn Dũng. Khắc Ngọc sẽ phải đối mặt với thủ môn Prendergast. Quả đá luân lưu đầu tiên. Khắc Ngọc rất bình tĩnh, vẫn là một phong cách trưởng thành của Khắc Ngọc. Khắc Ngọc đã rất bình tĩnh, nhẹ nhàng đánh lừa được thủ môn Prendergast. Một bản lĩnh hiếm thấy của một cầu thủ trẻ. Rõ ràng là Khắc Ngọc đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của mình trong thời gian qua. Đây đúng là một thủ lĩnh thực sự của đội bóng. Một sự bình tĩnh đến lạ lùng của Khắc Ngọc. Jacob Alexander sẽ là người thực hiện quả đá đầu tiên cho cầu thủ Sydney. Tỷ số đá luân lưu được quân bình 1-1. Jacob cũng đã đánh lừa được thủ môn Văn Công. Tỷ số đá luân lưu bây giờ là 1-1. Không khí trên sân vẫn đang rất căng thẳng. Tất cả vẫn đang cùng nín thở để chờ đợi những cú sút của các cầu thủ. Bây giờ sẽ là Việt Phong. Việt Phong có thực hiện thành công hay không? Rất chính xác. Việt Phong đã rất bình tĩnh đánh lừa được thủ môn bên phía Sydney. Hai loạt sút đầu tiên đã được thực hiện một cách chuẩn xác. Simonowski là người thực hiện cú đá tiếp theo. Simonowski không vào. Văn Công đã đoán được cú sút của Simonowski. Rất hay. Các cổ động viên lúc này đang thực sự rất hưng phấn. Văn Công đã phán đoán chính xác ở tình huống này. Cần phải hết sức bình tĩnh. Như vậy Văn Dũng sẽ là người thực hiện tiếp theo. Các khán giả cần phải hết sức bình tĩnh, bởi sự cuồng nhiệt của khán giả cũng sẽ vô tình tạo áp lực đối với các cầu thủ. Thử thách được dành cho Văn Dũng. Văn Dũng rất bình tĩnh. Văn Dũng đã khiến cho các khán giả thực sự thót tim. Văn Dũng đã rất bình tĩnh trong tình huống này. Tuy nhiên cú sút của Văn Dũng cũng là rất mạo hiểm. Văn Dũng đã đánh lừa được thủ môn Prendergast. Các cầu thủ U21 Báo Thanh Niên Việt Nam đang cho thấy một sự bình tĩnh đến lạ lùng. Họ đã bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ trước khi bước vào trận đấu này. Bây giờ sẽ là Udosevsky. Chúng ta đang tiến rất gần đến ngôi vô địch. Chỉ cần một cú đá nữa thôi. Bây giờ sẽ là Thế Nhật. Đội bạn đã thực hiện không thành công hai lượt sút.
tất cả sẽ cùng tập trung hướng đến cú sút của Thế Nhật. Chúng ta đang tiến rất gần đến ngôi vô địch. Đây sẽ là thời khắc quyết định. Tất cả sẽ cùng nín thở để chờ đợi Thế Nhật. Vào! Không thể tin nổi. Như cú đá penalty đầy chính xác, rất bình tĩnh. Niềm vui của những nhà vô địch. Chúng ta đã đòi được món nợ trước U21 FC Sydney. Quá tuyệt vời. Họ đã rất xứng đáng với ngôi vô địch này. Một trận đấu thực sự rất tưng bừng. Một trận đấu quá nhiều cảm xúc. Các cầu thủ U21 Việt Nam đã hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị vô địch. Họ đã vượt qua được một đối thủ thực sự mạnh. Đây chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ ở Ninh Thuận. Đây là một kịch bản mà ít ai dám nghĩ tới trước khi bước vào trận chung kết này. Chúng ta đã để thua trước đối thủ với tỷ số 0-4. Nhưng ở trận đấu này thì cao thủ U21 Bạc Thiên Việt Nam đã đòi lại được cả vốn lẫn lời. Niềm vui của huấn luyện viên Đinh Văn Dũng cùng với các học trò. Họ đã rất xứng đáng với ngôi vị vô địch của mình. Niềm vui vỡ hòa của huấn luyện viên Đinh Văn Dũng trong tay các học trò. Những nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Đinh Văn